thằng đó nó tới rồi kìa, chạy đi nha, chạy đi nha. Đó. Trời ơi, chạy nhanh thiệt luôn á. Kìa, tới đặng luôn rồi. Rồi rồi, vậy là không có chuyện gì là con điện 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 cho bà hay là điện cho ta nghe. Hay là sao, hay là ý là thí dụ không có gì cho mình, nếu mà lỡ có chuyện gì đó thì mà bây giờ bà còn số nào không có đưa con quăng quăng số hay số cũng được nữa. Gì? Rồi. Bà quăng qua đi, tại vì bà đi công chuyện thôi, vì bà quăng qua đi. Thì có chuyện, con có công chuyện con mới kêu bà đưa nè. Con để gì, con để sẵn, có gì chừng nữa con điện cho ta hay. À, rồi rồi. Bà nói thì sao? Bà nói để bà tìm lại, bà tìm rồi bà kêu điện không qua bả rồi xong hết trơn rồi thì lỡ lúc đó bà đang làm gì không nghe máy rồi. Liền để sẵn rồi nè, đăng ký vô cái sổ. Rồi. Giờ điện qua bả bà bấm điện nữa cái mất thời gian lắm. Không luôn điện thoại luôn. Rồi lỡ như điện cho bả lúc đó bả đang làm một chuyện gì nữa không nghe máy rồi rồi luôn. Tự nhiên đang yên đang lành mà tới chuyện tới nữa rồi. Tới công chuyện rồi nghe cái nghe. Đưa bả đi. Nghe giờ quá lo lắng rồi, bắt đầu xin sốt rồi, bắt lên rồi nghe. Để số sẵn mà được. Ừ. Chứ giờ không qua một hai trung gian nữa thì tới công an tới thì thôi luôn rồi. Thôi chuyện gì mà nó ta đang ham quậy tôi. Quậy con. Cái gì đó. Nói nãy giờ tin không. Không chơi rồi. Khóc rồi. Khóc luôn. Bây giờ là tụi nó đang tìm mà bà cho liền đi. Chưa gì để điện điện qua cho. Rồi rồi đọc đi. Gửi đâu, chụp hình gửi đâu? Trời, con đâu có trên bên kia. Bây giờ mà đọc số thì có số không? Bên gì, bên có bên Zalo không hả? Ờ, có Zalo không? Gì? Có Zalo ông hủ không à? Có Zalo ông hủ không à? Chụp hình gửi qua Zalo cho chồng con nói gì đó. Nhà đó là tên. Tự nhiên đang bán số mà có người đến kiếm chuyện nữa. Với mình hộ hủ sẵn vậy đó, xin số điện thoại để mình hủ. Có gì mình đúng rồi chứ biết đâu được, lỡ có chuyện bất tử rồi. Có gì là nó tới là mình chạy, mình vừa chạy vừa bấm điện thoại mình gọi liền. Tới là phải chạy nha. Tới là phải chạy. Đừng đứng đây mà nguy hiểm nha. Hôm nay là mới thấy cái vẻ mặt lo lắng của Nga nha. Tay của cô đó. Điện cho bà, hỏi bà gọi chưa? Sao không thấy gì cho nên điện liền được. Đang gấp luôn rồi này, kỳ cục kỳ chứ. Đang gấp mà kêu có chuyện điện qua cho bà nữa. Có gì điện cho mẹ, để mẹ điện cho người ta. Hết giờ luôn rồi. Hết giờ rồi. Zalo quên bả có. Số được rồi. Có mà, thì kêu gửi Zalo chụp cái hình số qua cho anh Hữu được rồi. Còn không thì
Còn không thì mình bấm đại cái số hotline đó. Số hotline gì đó. Cái gì? Rồi rồi đọc đi. Bấm liền. Bấm liền. Bấm. Bấm mà lưu lại. Rồi. Rồi. 8345 rồi. Mười số. Đi mà đủ 10 số không? Rồi, yên tâm rồi đó. Rồi. Thì yên tâm đó nha chị nghe. Số đó lưu lên đi. Lưu lại thôi. Lưu lại. Điện nào có gì hay điện. Lưu với công an. Lưu lại. Em để số rồi chị nó quên để cho công an. Rồi, cái giờ bây giờ là nghe rất là lo lắng luôn. Xin số điện thoại luôn rồi. Bây giờ lưu lại rồi, có chuyện là điện liền luôn cả nhà. Tự nhiên bình thường không có gì, nghe tin đồn cái là lo lắng rồi đó. Vừa nghe tin đồn là nghe lo lắng, lo nghe sợ. 50 với chị Ngao, 20 cho cả nhà xem tiếp nha. Đi chưa? Tới luôn rồi. Alo. Tới phủ, tới phủ. Tới rồi. Cỡ mà cỡ 1 giờ 2 giờ chứ gì. Nghe đi. Nghe đi, nghe đi. Rồi rồi. Hẹn 1 giờ. 1 giờ đi chơi. Tham hỏi xin mà cũng như có ai như là nửa đêm đó ha, mà ai bậy bạ nó điện với đó mà đâu có ai làm gì đâu, đâu có đâu, cũng như vợ để dành cho mình gì đó, một đêm mà ngủ ai mở cửa, ai kêu mở cửa kiếm chuyện gia đình của mình đó thì nó điện gì đó mà kêu mẹ về liền, có chuyện gấp. Rồi rồi vậy thôi nha. Rồi, công chuyện tới rồi, rồi mẹ đi đâu mẹ ơi. Lo lắng sao chuyện gì mà điện công an dữ là sợ ở nhà lên dạ. Chuyện này chuyện nọ. Điện công an. Đó, đứng gì muốn muốn hơn nha. Vậy. Đứng gì muốn rõ hơn coi. Đó. Đứng gì đây. Hả? Đứng gì muốn muốn hơn coi chạy đường ấy. Sao được có con chạy á, chạy thì vô tập chạy thì thôi, chạy thử coi. Chạy nhanh không nghe coi, chạy nhanh không từ đây vô bộ chạy từ đây tới nặng. Thôi trời ơi. Chạy sao nhỏ lộn ngoài đi mà cố. Chạy nhỏ lộn ngoài. Đang có đó. Đang dưỡng đó. À, Nga nói cái vấn đề gì với vấn đề chạy nhanh là Nga chạy nhanh lắm. Chạy bộ được. Chạy bộ được đó. Chạy sao rớt nhỏ ngoài đi. Nếu mà anh Hữu mà giao lưu với thật với ta mà yếu thế hơn là Nga bỏ chạy liền. Nga đứng gì đâu coi chú này đâu đâu đứng gì rồi. Đâu chạy sao đâu chạy rồi. Giao bộ giờ rồi. Rồi chạy nè. Rồi chạy nè, chạy nè. Đó. Đó. Trời ơi chạy nhanh thiệt luôn á. Kìa, nó đặng luôn rồi. Trời ơi. Rồi vô không sợ rồi. Có chuyện gì là chạy cái đó là quá trời chạy nhanh rồi. Quá trời chạy lẹ rồi. Rồi được rồi, được rồi, được rồi. Chạy nhanh vậy? Chạy nhanh vậy? Chạy quá trời nhanh rồi. Rồi vô đi, vô. Lẹ. Lẹ. Chạy nhanh quá trời lẹ luôn rồi. Lẹ như tiếp rồi đây. Nhanh dữ ha. Đó phải chạy từ như vậy trở lên mới được. Mấy chạy khỏi. Ừ. Chậm là không được đó. Nghe không?